Komatsu FB15-12. Dòng xe nâng tải trọng nhỏ của Komatsu từ 1 tấn cho đến 2 tấn. Đây, từ 1 tấn đến 2 tấn. Hôm nay tôi lại tiếp tục tặng cho anh em tài liệu là Operation and Maintenance Manual. Tài liệu này thì thiên về vận hành và bảo dưỡng dành cho người dùng. Đấy. Anh em xe nâng cũng có thể sử dụng nó để làm bảo dưỡng và xử lý những cái vấn đề đơn giản được. Ok nha. Tài liệu này là tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng xe nâng Komatsu FB 10, 15, 18, 20. Cái dòng xe vàng vàng này này. Đấy, rất nổi tiếng của Komatsu, rất rẻ. Giá chỉ hơn 100 triệu. Chạy khắp Việt Nam. Thế thì để nhận được cái tài liệu này miễn phí thì chúng tôi cũng cần các bạn hỗ trợ ủng hộ cho kênh, bởi vì kênh vừa mới phát triển. Cho nên là rất cần anh em ủng hộ like, share cái video này lên trên Facebook của các bạn và hãy follow kênh của chúng tôi để tiếp tục nhận những phần quà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục ra rất nhiều tài liệu. Đấy, ở đây còn rất nhiều tài liệu. Rất nhiều tài liệu của tất cả các hãng. Đấy, và chúng tôi còn nhiều phần tài liệu nữa chưa tải về. Thế nên anh em cứ like rồi thì cứ tận hưởng dần dần nhá. Chúng tôi sẽ tặng, cam kết là sẽ tặng liên tục nha. Rồi, xin cảm ơn.